Theo lộ trình tham gia WTO, đến đầu năm sau, tức năm 2012, sẽ có 1.780 dòng thuế nhập khẩu ở Việt Nam được cắt giảm, trong đó các sản phẩm chăn nuôi sẽ giảm đến 50% so với thuế nhập khẩu hiện nay. Ngành chăn nuôi trong nước phải chuẩn bị những gì khi thuế nhập khẩu giảm và nguy cơ sản phẩm chăn nuôi của nước ngoài tràn vào thị trường nước ta? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Theo lộ trình này, đến đầu năm 2012, thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm chăn nuôi bắt đầu được cắt giảm. Cụ thể, thịt trâu bò giảm từ 20% xuống còn 14%, thịt lợn đông lạnh từ 30% xuống còn 15%, thịt đã qua chế biến sẽ giảm từ 40% xuống 22%. Với sự cắt giảm ồ ạt này, các chuyên gia lo ngại ngành chăn nuôi trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với những sản phẩm này. Giới chuyên gia cho rằng hơn lúc nào hết và ngay từ bây giờ, ngành nông nghiệp phải có những hành động cụ thể, chủ động nguồn nguyên liệu, thiết lập được mặt bằng giá ổn định và liên kết tạo sức cạnh tranh. Sao bây giờ chính sách vĩ mô phải thay đổi? Có thể làm lấy một cái kế hoạch hàng năm sẽ giảm đi 500.000 tấn gạo xuất khẩu mà thay vào đó sản xuất ra 500.000 tấn bắp. Thì như vậy là nó sẽ chúng ta phải chủ động được nguyên liệu thì chúng ta mới nói được hạ giá. Để mà làm sao để sản xuất ra được nhiều nguyên liệu thức ăn sạch thì chúng ta mới chủ động được nguyên liệu. Thì chúng ta mới nói là bình ổn giá được. Áp lực rất là lớn bởi vì chúng ta có lộ trình nhưng mà cái sự chuẩn bị cho cái lộ trình đó thì không có dễ dàng bởi vì cái thực lực của các doanh nghiệp Việt Nam mình nó là phần lớn là đang ở trong cái giai đoạn xây dựng. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà chúng tôi phải liên kết. Hiện nay nền chăn nuôi nước ta cơ bản vẫn là chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi theo hộ gia đình còn chiếm tỷ trọng cao, trong khi đó thì chăn nuôi trang trại và công nghiệp còn thiếu quy hoạch dẫn đến phát triển chưa bền vững. Để khắc phục tình trạng này, nhiều doanh nghiệp cho rằng việc liên kết là rất quan trọng. Hiện nay nhiều đơn vị đã hợp tác liên kết theo hình thức khép kín từ trang trại đến bàn ăn, nghĩa là từ quá trình chăn nuôi đến chế biến và đến tận tay người tiêu dùng để hợp thành một quy trình khép kín. Năm 2007 khi mà chúng ta bắt đầu gia nhập WTO thì cái việc chuẩn bị không chỉ riêng Vietsan và tất cả các đơn vị đều phải có một cái suy nghĩ rằng cái lộ trình giảm thuế nó sẽ được từng bước. Và khi mà cái hàng rào thuế được dỡ bỏ hoàn toàn thì chúng ta phải nghĩ đến vấn đề là chúng ta cạnh tranh trong một môi trường là nó mang tính kết là rất là bình đẳng đối với cái nền kinh tế thế giới. Khi mà cái nền nông nghiệp chúng ta nó còn nhiều cái bất cập thì cái chuỗi liên kết này nó cũng là một cách để chúng ta chủ động nguyên liệu và tạo được nguyên liệu ổn định, chuẩn mực của cái nguyên liệu và để chúng ta thực hiện một mặt là thỏa mãn cho cái yêu cầu của người tiêu dùng, tức là thực phẩm có truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng một mặt chúng ta thể hiện được một cái việc là chúng ta khép kín quy trình để tạo được một cái sức cạnh tranh mạnh khi mà chúng ta hoàn toàn hội nhập một cách trọn vẹn đầy đủ đối với cái của cơ chế của WTO. Với việc liên kết này, không những các doanh nghiệp tạo được năng lực cạnh tranh với sản phẩm nông nghiệp ngoại nhập mà chính người nông dân cũng sẽ được lợi. Thật ra thì người nông dân hay là các trang trại chăn nuôi họ sẽ ở trong một cái quy trình thì họ sẽ được hưởng cái lợi nhuận trong cái giá trị tăng thêm khi mà họ tổ chức sản xuất. Có chăng ở đây là chúng ta sẽ đưa ra họ một cái quy trình và họ phải chấp hành và chính chúng ta sẽ làm thế nào để cho cái giá thành nó hoàn toàn hợp lý. Thì tôi nghĩ rằng người nông dân ở đây họ được hưởng, họ được tiếp nhận những cái thông tin về công nghệ mới và đồng thời họ có điều kiện để hợp tác với chúng tôi để phát huy cái sức mạnh mà họ có được, đó là cái sở trường chăn nuôi của họ. Việc giảm thuế theo lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là tất yếu, tuy nhiên để có thể cạnh tranh thì người nông dân và doanh nghiệp trước hết cần chuyển đổi phương thức chăn nuôi, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và liên kết sản xuất. Có như vậy, các doanh nghiệp mới có thể đứng vững ngay tại chính thị trường trong nước. Sau hơn một tháng công bố thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương và doanh nghiệp tham gia thí điểm đã triển khai tập huấn về bảo hiểm nông nghiệp. Tuy nhiên đến nay, thông tin cụ thể về bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa được phổ biến rộng rãi tới nhiều hộ nông dân. Hải Hậu là một trong ba huyện của tỉnh Nam Định được chọn thực hiện thí điểm bảo hiểm cho cây lúa. Theo Ban chỉ đạo bảo hiểm nông nghiệp của tỉnh, đến hết tháng 9, Nam Định đã hoàn thành kế hoạch cụ thể để triển khai chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Các huyện đã thành lập ban chỉ đạo, một số huyện đã xúc tiến hướng dẫn, quán triệt quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp tới cấp xã. Tuy nhiên đến nay, nhiều hộ nông dân vẫn có rất ít thông tin về chính sách này. Đến bây giờ thì tôi chưa được nghe những các cái thông tin là có cái bảo hiểm. Trồng lúa thì cũng là mùa nọ mùa kia, nó hay mất mùa cho nên là chúng tôi cũng rất mong muốn là được sự là nông nghiệp mà phát triển nông thôn được cái bảo hiểm. Trên bộ và trung ương rồi cho đến tỉnh, các cơ sở mà được
được triển khai cái bảo hiểm cho nông nghiệp thì bà con xã viên nói chung là rất phấn khởi mà yên tâm để sản xuất. Sản xuất nông nghiệp ở nước ta chịu rất nhiều rủi ro trong khi hiệu quả thấp, sản xuất phân tán. Người dân lại chưa coi trọng việc mua bảo hiểm, thậm chí nhiều người dân chưa hiểu thế nào là bảo hiểm và họ được hưởng lợi gì từ bảo hiểm. Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được triển khai tại 21 tỉnh thành. Chương trình nhằm từng bước giải quyết những tồn tại trước đây, góp phần hạn chế rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp là lĩnh vực khó khăn và có thể nói là rủi ro ngay cho cả các đơn vị thực hiện bảo hiểm nông nghiệp. Mặc dù họ làm bảo hiểm như để hạn chế rủi ro nhưng họ cũng dễ bị rủi ro. Chính vì thế cho nên là trong lĩnh vực nông nghiệp thì chúng ta là nhất nước, những nước như chúng ta đang phát triển như Việt Nam là vấn đề mới. Nông dân chưa có hiểu biết nhiều về lĩnh vực này và cũng chưa có cái tự giác tham gia nhiều. Thì cái vai trò của nhà nước và cái chính sách làm nào để thu hút và nâng đỡ. Cái đối tượng bảo hiểm là nông nghiệp mà là cây lúa cũng như một số loại cây trồng và nuôi khác nó không hề đơn giản chỗ nào. Bởi vì nó là vật sống, nó chịu tác động rất lớn của điều kiện ngoại cảnh, của thiên tai, của dịch bệnh. Thế và địa bàn thì trải rộng và nông dân chúng ta từ trước nay thì chưa quen cái hoạt động bảo hiểm này. Cho nên là chúng tôi xác định rằng đây là một cái nhiệm vụ không hề đơn giản, nhưng mà với một cái quyết tâm nỗ lực rất là cao và sự vào cuộc của các cấp các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt và thông qua nhiều cái hoạt động tuyên truyền để làm chuyển đổi nhận thức, thế rồi những cái hướng dẫn rất là cụ thể thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ đạt được những cái kết quả nhất định. Thực tế triển khai bảo hiểm nông nghiệp của nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ trước đây đã chứng minh, nếu không hạn chế được rủi ro về nhận thức của người nông dân thì bảo hiểm nông nghiệp sẽ rất khó thành công. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền để người nông dân hiểu rõ chủ trương, ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm là rất cần thiết và phải cần được thực hiện tích cực ngay từ đầu. Bây giờ là phần tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, thêm nhiều người dân ở phía bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan phải đi sơ tán trong bối cảnh nước lũ vẫn tiếp tục hoành hành và mực nước tại sông Chao Phraya đã lên tới mức cao kỷ lục. Theo các quan chức Thái Lan, mực nước trên sông Chao Phraya ngày 31 tháng 10 đã dâng lên mức 3,3 mét, mức cao nhất trong những ngày qua do ảnh hưởng của chiều cường từ vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, mực nước cao này chỉ kéo dài trong khoảng 2 tiếng, sau đó bắt đầu giảm. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, chính quyền Thái Lan đã buộc phải ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp mới đối với một số khu vực dân cư của thủ đô trong ngày 31 tháng 10. Đồng thời tiếp tục huy động người dân khẩn trương dùng bao cát chặn dòng nước đổ vào thành phố. Mặc dù Bangkok đang bị đe dọa bởi nước lũ ở phía đông, tây và bắc, nhưng chính phủ Thái Lan vẫn tuyên bố rằng những khu vực trũng thấp đang trong tầm kiểm soát và vẫn khô ráo. Nước lũ đổ từ sông Mekong cũng khiến mực nước gần khu vực Hoàng Cung tăng lên hơn 1 mét. Tuy người dân không mấy hoảng sợ, nhưng những hiểm họa từ nước lũ vẫn luôn hiện hữu và diện tích khu vực khô ráo đang thu hẹp lại từng ngày. Nước lũ đã lan tới chợ nông sản lớn nhất Bangkok nằm ngay gần Hoàng Cung. Khi thủy triều lên, mực nước tại khu chợ có thể lên tới đầu gối. Tuy nhiên, các tiểu thương lại chưa có kế hoạch di rời, chừng nào họ vẫn có thể kiếm được tiền tại đây. Tôi đã quen với lũ rồi. Kể từ khi chợ được hình thành ở gần bờ sông, thì năm nào nước lũ cũng tràn đến đây. Tuy năm nay tình trạng lũ lụt có thể tồi tệ hơn, nhưng tôi không quá lo lắng vì điều này. Hệ thống đê và tường bằng bao cát đã được sử dụng để bảo vệ trung tâm Bangkok khỏi nước lũ và chiều cường từ con sông Chao Phraya. Nhưng trận đại hồng thủy vẫn tiếp tục đe dọa các khu vực nằm ở ngoại ô thành phố này. Quận ngoại ô Laksi, cách trung tâm thương mại của Bangkok khoảng 20 km, đã hoàn toàn chìm trong nước lũ, mặc dù đây là quận nằm ở khu vực khá cao. Nước lũ đã có lúc ổn định và rút dần trong ngày 20 tháng 10, thế nên tôi đã trở về nhà. Vậy mà hôm nay, nó lại tăng đột ngột. Lần này gần như là quá muộn để chúng tôi sơ tán. Nước lũ đã lên đến 1 mét ở trong nhà tôi. Ở phía tây Bangkok, người dân cũng phải rời bỏ nhà cửa, mang theo đồ đạc và lội qua dòng nước lũ đang ngày một dâng cao để tìm cách sơ tán. Giới chức Thái Lan cho biết nước lũ đã lan tới các quận phía tây và phía đông Bangkok, bao gồm cả thành phố cổ Nakhon Pathom. Đạo Phật đóng vai trò quan trọng trong xã hội Thái Lan bởi khoảng 90% người dân nước này theo đạo Phật.
Công viên Phật giáo ở Nakhon Pathom là nơi người dân Thái tập trung để thể hiện tín ngưỡng truyền thống của mình. Vậy mà nay, khi cơn đại hồng thủy tràn về, tất cả các bãi cỏ phía dưới tượng Phật đã chìm trong nước. Thậm chí, một số người sống ở gần đây đã coi công viên này là một địa điểm lý tưởng để câu cá. Trong khi đó, người dân của thành phố này phải tìm mọi cách để đối phó với nước lũ đang không ngừng dâng cao. Nhiều người đã phải đi rất xa để mua lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm trở lại đây tại Thái Lan. Kể từ tháng 7 vừa qua, lũ lụt đã khiến gần 400 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 2 triệu người.